Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách kiểm tra cái tài khoản 511. Làm sao biết kế toán làm đúng hay làm sai các bạn. Được không? Tức là mình ở vai trò mình là kiểm toán hoặc là thanh tra thuế, mình xuống đơn vị mình kiểm tra xem cái tài khoản doanh thu của công ty này á, là nó làm đúng hay làm sai, nó ghi nhận doanh thu đúng hay không, nó có bỏ ngoài sổ sách hay không. Được chưa? Đứng vai trò là kiểm toán hoặc là thanh tra thuế nha các bạn. Thì bước 1 tôi làm nè. Đầu tiên làm cái gì cũng vậy. Thì như các bạn đã biết, kế toán là chứng từ. Kế toán là chứng từ. Các bạn nhớ giùm tôi, muốn ghi sổ là phải có chứng từ. Được chưa? Và muốn làm được kế toán á, là các bạn phải biết quy trình thực hiện của cái nghiệp vụ đó. Như vậy đầu tiên tôi phải tìm hiểu quy trình thực hiện của nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ tại cái công ty này, nó thực hiện như thế nào, nó trải qua những bước nào, từ lúc khách hàng vào cho đến khi hoàn thành bàn giao hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng và ghi nhận công nợ, nó trải qua những bước nào, ai tham gia vào bước nào và lập những chứng từ gì. Tôi phải thu thập được cái đó các bạn. Ví dụ như các bạn mà vào Thế Giới Di Động đi, vào cửa hàng Thế Giới Di Động, thì đầu tiên là sao, các bạn vào thì sẽ có một cái nhân viên tư vấn người ta nói tới là mình mua hàng gì. Ví dụ mua cái điện thoại Samsung đi, được chưa? Thì bắt đầu cái nhân viên tư vấn đó sẽ lấy cái điện thoại ra làm sao, cha trên cái, xem coi cái điện thoại này nó còn trong hàng tồn kho không. Rồi còn, nếu mà còn thì sao các bạn, sẽ viết cho mình một cái tờ giấy kêu mình tới bàn thu ngân nộp tiền. Khúc mà nộp tiền xong thì làm sao, Thế Giới Di Động xuất hóa đơn cho các bạn luôn, và làm sao chuyển qua cái bộ phận giao hàng và giao hàng cho các bạn. Như vậy chỗ bên Thế Giới Di Động và Nguyễn hoặc là Nguyễn Kim nè, người ta sẽ ghi nhận doanh thu là lúc bàn giao hàng hóa cho khách hàng, là lúc đó là Nguyễn Kim và Thế Giới Di Động này xuất hóa đơn cho các bạn luôn các bạn. Rồi vậy được chưa? Vậy là phải biết quy trình thực hiện từ lúc khách hàng đặt hàng cho đến khi giao hàng cho khách hàng, thì nó trải qua những bước nào, ai tham gia vào những bước đó, bước đó có chứng từ gì. Các bạn phải tìm hiểu cái bước đó giùm tôi, là 100% các bạn sẽ kiểm tra được cái tài khoản doanh thu của công ty ghi nhận đúng hay sai các bạn. Rồi ví dụ như công ty dịch vụ đi mà xuất hóa đơn khi thu tiền, cho dù chưa hoàn thành dịch vụ thì trong trường hợp này không thể ghi nhận doanh thu được. Hoặc là công ty bán bất động sản đi, thì cơ sở ghi nhận doanh thu là lúc bàn giao có nghiệm thu giữa hai bên, tức là bàn giao nhà các bạn. Ví dụ như nhà hàng đi thì ghi nhận doanh thu là dựa vào cái bill tính tiền. Như vậy ví dụ như các bạn đã biết được là các bạn vô nhà hàng Kim Chi đi, hay là nhà hàng đồ nướng nào đó, thì chắc chắn 100% làm sao, phải có bill tính tiền. Như vậy những cái nhà hàng này người ta có trốn doanh thu được không các bạn? Không thể trốn doanh thu được. Vì tôi là ông kiểm toán hay tôi ông thuế, là tôi xuống tôi kêu in ra tất cả các bill trong một ngày đó là như thế nào. Được chưa các bạn? In ra, tại vì khi mà các bạn làm nhà hàng là các bạn phải có cái máy tính tiền. Được chưa? Có cái máy tính á, có cái máy mà người ta in bill ra hàng ngày đó. Cái máy đó chính là cơ sở ghi nhận doanh thu. Nên mấy nhà hàng không thể nào trốn doanh thu được đâu. Được chưa? Nếu được nữa thì sao? Cái ông kiểm toán hay là ông thanh tra thuế, ông đi thực hiện luôn các bạn. Được chưa? Ông tới ông ngồi ông ăn thực tế luôn. Ông ăn thực tế, ông coi quy trình. Và ông ngồi ông đếm coi một ngày đó là bao nhiêu người vào. Ông đếm ông ghi ra, ví dụ một ngày 100 người, một người 200 ngàn, ông nhân lên để ra doanh thu của một ngày. Rồi từ đó ông nhân cho 30 ngày thì ra doanh thu một tháng. Rồi từ đó nhân 12 tháng thì ra doanh thu cả năm. Là các bạn không thể trốn được đâu. Nên các bạn muốn mà biết coi doanh nghiệp của người ta ghi nhận doanh thu có đủ hay không, là 100% các bạn phải nắm được cái quy trình đầu ra của người ta, tức là quy trình bán hàng, là các bạn 100% các bạn sẽ
biết được là công ty này ghi nhận doanh thu có đủ hay không. Như vậy sau khi bước 1, các bạn đã nắm được cái quy trình bán hàng của khách hàng rồi, thì các bạn qua bước 2, các bạn sẽ kiểm tra lại cái quy trình người ta nói đó có đúng với lại chứng từ người ta thể hiện hay không. Được chưa các bạn? Bằng cách nào đây? Bằng cách nào đây? Là ví dụ nè, khi biết được bước 1 rồi, tức là biết được cái quy trình bán hàng của người ta rồi, các bạn đã hình dung ra được cơ sở ghi nhận doanh thu rồi, từ đây biết cơ sở xuất hóa đơn luôn rồi, đúng không? Thì mình sẽ thực hiện lại những gì người ta đã nói trong cái quy trình bán hàng, kiểm tra lại những gì trong quy trình nói nè, xem là có thực hiện đúng quy trình hay không. Được chưa các bạn? Ví dụ tại nhà hàng nè, tôi sẽ thu thập tất cả các bill tính tiền cho một ngày bán ra, sắp xếp theo trình tự thời gian và so sánh với lại phần mềm, cũng như so sánh với lại sổ thu ngân hàng ngày là biết đơn vị xuất hóa đơn nó đúng hay sai nè, cũng như áp dụng thủ tục quan sát xem giữa lời nói chứng từ có gì đó đúng hay không, cũng như quy mô của nhà hàng. Ví dụ nhà hàng nè 20 bàn thì trung bình một ngày bán tầm là 100 bàn, và một bàn tính tiền 1,5 triệu, vậy nhân ra 100 bàn ra 100 gì 50 triệu trên ngày, thì xem thử xuất hóa đơn có đúng không. Nói chung là làm sao tại bước 2 này các bạn thực hiện lại, thực hiện lại cái gì? Quy trình bán hàng của bước 1, tức là bước 1 là các bạn nắm được cái quy trình bán hàng của người ta, được chưa? Tức là thường thường quy trình bán hàng á là đầu tiên là làm sao, ví dụ như là báo giá nè, rồi sau đó làm hợp đồng nè, báo giá nè, sau đó làm hợp đồng nè, rồi sau đó giao hàng, sau đó làm sao giao hàng cho khách hàng, thì sẽ đem bộ chứng từ là cái gì? Biên bản bàn giao, hóa đơn đó. Được chưa các bạn? Như vậy là tùy theo mỗi loại hình công ty mà các bạn cần phải nắm được cái quy trình bán ra của khách hàng. Thì trong cái quy trình bán ra của khách hàng nó có một cái đoạn là xuất hóa đơn. Được chưa? Các bạn nắm cho tôi được cái quy trình đầu ra, quy trình bán hàng từ lúc khách hàng đặt hàng cho đến khi bàn giao hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng ghi nhận doanh thu, thì trong tất cả các bước đó nó có một cái bước là xuất hóa đơn, khi nào xuất hóa đơn. Được chưa? Đó, chứ còn ví dụ như các bạn mà đầu ra mà các bạn chứng minh cho một cái cơ quan thuế chỉ một tờ hóa đơn thôi là không có nói lên được cái gì hết. Như vậy một bộ chứng từ đầy đủ của một đầu ra là nó phải tuân thủ theo quy trình bán hàng của công ty. Trong quy trình bán hàng gồm 4 bước, mỗi bước là một chứng từ, thì các bạn phải thu thập một cái bộ chứng từ đầy đủ là gồm 4 chứng từ như trong quy trình bán hàng. Rồi được chưa? Rồi vậy là bước 2 chúng ta đã kiểm tra xem là đơn vị có thực hiện đúng như cái quy trình bán hàng mà người ta viết ra hay không. Được chưa? Giống như nãy chỗ đây nhà hàng nè, các bạn thấy không? Nhà hàng làm sao? Nhà hàng có 20 bàn nhưng mà trung bình đó, một ngày đó là khách ra khách vào thì bán được tầm 100 bàn, mà một bàn là 1,5 triệu thì suy ra là một ngày bán là 150 triệu. Mình nhân cho một ngày một tháng là 30 ngày thì nó nhân ra doanh thu của một tháng. Đó là các bạn ước tính đó, rồi các bạn so sánh với lại cái doanh thu mà người ta xuất hóa đơn có đúng hay không. Hiểu chưa? Có nhiều cách để mà chúng ta phát hiện coi đơn vị này có làm đúng như cái quy trình bán hàng đã đưa ra hay không, có trốn doanh thu hay không. Có rất là nhiều cách các bạn. Nhưng mà muốn làm được thì 100% các bạn phải nắm được cái quy trình bán hàng và cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng. Đây là cái mấu chốt để các bạn kiểm tra xem đơn vị có xuất hóa đơn đầy đủ hay không khi bán hàng. Nhắc lại một nguyên tắc nè, phải nắm được quy trình bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây là bước quan trọng nhất. Đây là cái cơ sở để mà chúng ta xem coi đơn vị có trốn doanh thu hay không. Rồi, sau đó các bạn làm sao so sánh doanh thu trên sổ sách với lại tờ khai.
Thì cái này là làm đây là làm chơi vui thôi, chủ yếu là bước 1 và bước 2 các bạn. Cái này 100% phải khớp rồi, không thể nào không khớp được. Tại vì sao? Tại vì xuất hóa đơn thì mới kê khai trên tờ khai thuế chị tăng. Xuất hóa đơn mới ghi vào năm 11. Hiểu chưa các bạn? Xuất hóa đơn mới ghi vào năm 11 và mới kê khai trên tờ khai, nên về mặt nguyên tắc cái bước 3 này là bị thừa. Chủ yếu là cái bước 2 nè và bước 1, hai bước này là bước quan trọng nhất. Bước 1 là nắm quy trình bán ra của khách hàng, gồm trong bước 1 quy trình bán ra, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nó bao gồm 4 bước, mỗi bước là một tiếng từ. Thì các bạn xem trong 4 bước đó cái bước nào là đơn vị xuất hóa đơn, được chưa các bạn? Thì từ đó các bạn mới kiểm tra ngược lại mẫu 1 tháng chẳng hạn, kêu đơn vị đem ra toàn bộ chứng từ của 1 tháng, các bạn kiểm tra lại xem người ta có thực hiện đúng quy trình hay không. Hoặc là chúng ta xem xét về cái thủ tục quan sát, ví dụ như nhà hàng nè, chúng ta quan sát nè, chúng ta đóng vai trò là một người đi ăn ở trong nhà hàng luôn, thì chúng ta sẽ biết được là trung bình một ngày người ta bán được bao nhiêu bàn, một bàn bao nhiêu tiền, hoặc là trung bình một ngày khách vào nhà hàng là bao nhiêu người, một người bao nhiêu tiền nhân lắm, thì nó sẽ ra doanh thu của một ngày, rồi nhân cho làm sao 30 ngày trong một tháng thì ra doanh thu của một tháng, doanh thu một tháng nhân cho 12 tháng thì ra doanh thu cả năm, rồi so sánh với lại cái hóa đơn người ta xuất có đúng hay không. Đó là một cách quan sát để mình làm. Còn cách thứ hai là yêu cầu người ta làm sao kết xuất ra dữ liệu trong cái phần mềm tính tiền của khách hàng. 100% nhà hàng là có cái phần mềm tính tiền hết, các bạn đi thực hành, các bạn đi ăn hoài các bạn biết rồi đó, được chưa? Cái bước tiếp theo nè, bước này cũng quan trọng nè, là xem sau niên độ, tức là sau ngày 31 tháng 12 á, có hàng bán nào bị trả lại hay không. Tức là làm sao? Trước đó 31 tháng 12 là doanh nghiệp làm sao xuất hóa đơn ảo để tạo doanh thu ảo cho những cái công ty thành viên hoặc là nhân viên trong gia đình của cái người quản lý đó. Rồi sau đó qua tháng 1 2000, qua tháng 1 năm sau á, là cái công ty đó, cái công ty mà trước ngày 31 tháng 12 là trước ngày 31 tháng 12 công ty A xuất hóa đơn cho công ty B. Công ty A và công ty B có mối quan hệ liên kết. Rồi sau tháng 1, công ty B sẽ xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại cho công ty A. Đó, đây là những cái công ty nào mà thường thường nó lên sàn các bạn, nó không có đạt được cái lợi nhuận á, nên nó tạo doanh thu ảo bằng cách như vậy. Tức là không có bán hàng nhưng mà nó sẽ xuất hóa đơn cho công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết với nó, để nó ghi nhận khống doanh thu, được không các bạn? Rồi sang tháng 1, sang tháng 1 của năm sau, cái công ty mà có quan hệ liên kết đó, nó xuất ngược lại kêu là hàng bán bị trả lại. Tức là ngay chỗ đó, cái bước 4 này là thường thường là những công ty làm sao tạo khống doanh thu. Do đây là những cái công ty lên sàn, ban lãnh đạo không đạt được kế hoạch đề ra, không đạt được kế hoạch đề ra trước cái đại hội đồng cổ đông, nên làm sao ban lãnh đạo yêu cầu kế toán làm cái động tác kê khống doanh thu như vậy bằng cách là xuất hóa đơn cho những cái công ty liên quan tới ban lãnh đạo này nhưng mà thực tế không bán hàng, để ghi nhận doanh thu trong năm đó. Rồi sang tháng 1 năm sau, các cái công ty đó làm sao xuất hóa đơn, làm sao ghi hàng bán mình trả lại. Như vậy làm sao cái bước này là chúng ta sẽ xem vào tháng 1 của năm sau, xem công ty có ghi nhận hàng bán mình trả lại hay không. Chúng ta thu thập cái bộ chứng từ đó và từ đó chúng ta kiểm tra ngược lại. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho tôi một lượt like, comment và share. Được chưa? Các bạn có thể vào trang web tự học kế toán.net nè, các bạn xem những cái cách kiểm tra những cái tài khoản tiếp theo. Tôi sẽ làm video về nói về cái cách kiểm tra của những cái tài khoản tiếp theo cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn.